Một ngày mưa buồn ảm đạm, tôi ngồi trước một chiếc xe hơi và một căn biệt thự của người khác và ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi là một chàng sinh viên không mấy khá giả. Cuộc sống của tôi chấm đầy sự bế tắc. Nhiều khi tôi còn không biết mục đích sống của mình là gì. Thậm chí một tờ 5.000 cũng làm cho tôi trở nên trăn trở và bế tắc hơn. Làm gì để hợp lý và ý nghĩa với nó đây? Thật điên đầu. Xài thử bịch khăn giấy giá 5.000 này đi. Khăn giấy chỉ giới 5.000 nhưng thật thấm nước, chất liệu thật mềm, mịn và mượt, tạo cảm giác vô cùng thoải mái khi sử dụng. Còn chần chờ gì nữa, hãy mua ngay khăn giấy đi nào. Em gái, em đừng quảng cáo khăn giấy nữa. Em đồng ý cho anh làm quen nha. Và thế là tôi đã tìm được cho mình một mục đích cho những tờ 5.000 tiếp theo. Tôi quyết định bỏ ống heo mỗi ngày 5.000 để có thể nuôi dưỡng tình yêu của mình. Với 5.000, một tờ làm chẳng nên non, 10 tờ trụng lại mua trà sữa ngay. Trà sữa thật thơm ngon, với cuộc sống hàng ngày đầy bế tắc, còn gì bằng khi mà chúng ta được thử cho bản thân mình. Hãy cho người thân một ly trà sữa để bổ sung năng lượng và tinh thần, gắn chặt yêu thương. Còn chần chừ gì nữa, hãy mua ngay trà sữa đi nào. Em đừng quảng cáo trà sữa, hãy quan tâm anh nè. Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục đầu tư cho tình yêu của mình bằng những tờ 5.000 đó. Cũng là 5.000, một tờ làm chẳng nên non, nhưng 100 tờ chụm lại mua liền gấu bông. Gấu bông thật ấm áp, với chất liệu sợi bông tơ tằm mềm mượt như lông thật, tạo cảm giác chân thực đến khó tin khi ôm vào lòng. Còn chần chờ gì nữa, hãy sắm cho mình một con gấu bông đi nào. Em đừng quảng cáo con gấu, hãy quan tâm anh nè. Và ngày qua ngày, tôi cảm thấy cuộc sống càng có mục đích. Cảm xúc vui buồn của tôi đều phụ thuộc vào sự hạnh phúc của cô ấy. Mỗi một món quà là mỗi một tâm huyết. Và cuối cùng, tôi dốc toàn lực với 5.000, một tờ làm chẳng nên non, một núi tờ chụm lại mua vàng cho em. Em có đồng ý theo anh đến cuối con đường không? Không anh, em đã tìm được cho mình bờ vai vững chắc rồi. Kim cương của anh ấy to hơn nhiều. Những kim cương cao cấp được kiểm định quốc tế, đạt tiêu chuẩn kim cương thế giới, mang đến vẻ đẹp đẳng cấp riêng, đầy sang trọng. Nào em, đây không phải quảng cáo những kim cương, anh mới quan trọng hơn nè. Quên, em nói như vậy mới có ý nghĩa, chứ mấy tờ 5.000 của anh em thấy vô nghĩa quá.
Đó chính là câu chuyện tình yêu thanh xuân của tôi, kết thúc trong nước mắt. Qua câu chuyện quá khứ mà anh vừa kể thì tôi thấy là anh có nhấn mạnh là khăn giấy, trà sữa, gấu bông, rồi cả những kim cương nữa. Vậy thì có phải là anh đang muốn quảng cáo? Không không không, tôi không hề có ý quảng cáo khăn giấy, trà sữa hay là quảng cáo gấu bông và những kim cương. Đơn giản, tôi chỉ muốn mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một thông điệp vô cùng ý nghĩa qua câu chuyện của tôi mà thôi. À, vậy thì thông điệp đó là gì? Thanh xuân của chúng ta đã phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác và vô tình bỏ bê đi chính bản thân mình, khiến cho chúng ta không còn tự do nữa. Lúc xưa, tôi đã phí phạm quá nhiều tờ 5.000 và phụ thuộc vào tình yêu dành cho người khác. Nhưng còn bây giờ, hãy yêu thương bản thân mình, hãy đầu tư cho bản thân mình đi. Với 5.000 đó, chúng ta có thể soạn MI5D gửi 191, chỉ 5.000 có nghe 500B sử dụng đến 24 giờ trong ngày đăng ký. Ồ, vậy gói cước đó tên là gì? Gói cước đó tên là MI5D. Sử dụng gói cước này không cần phụ thuộc wifi, giống như là thanh xuân của chúng ta không cần phụ thuộc bất kỳ ai. MI5D, tự do online, chẳng lo wifi. Viettel, mạng 3G, 4G nhanh nhất Việt Nam, được công nhận bởi Ookla, đơn vị hàng đầu thế giới về đo kiểm tốc độ Internet. Wow, thật là ý nghĩa! Ha ha ha.